Men tiêu hóa trẻ con là những chế phẩm sinh học chứa enzyme tiêu hóa, hỗ trợ trẻ trong những tình trạng kém ăn, tiêu hóa kém, khó tiêu. Vậy hãy cùng tôi tìm hiểu xem men tiêu hóa trẻ con là gì, trẻ biếng ăn kém hấp thu có nên sử dụng men tiêu hóa hay không qua video này nhé. Men tiêu hóa trẻ con là gì? Men tiêu hóa cho trẻ con là những chế phẩm sinh học có chứa enzyme tiêu hóa Hỗ trợ các trường hợp như tiêu hóa kém, biếng ăn, khó tiêu. Men tiêu hóa sẽ giúp cắt nhỏ thức ăn ở trong dạ dày thành những mảnh thức ăn nhỏ hơn, giúp cơ thể dễ dàng tiêu hóa được những thức ăn đó hơn. Trẻ biếng ăn, kém hấp thu có nên cho dùng men tiêu hóa trẻ con không? Trẻ biếng ăn, kém hấp thu chất dinh dưỡng là những đối tượng nên sử dụng men tiêu hóa. Tuy nhiên, sử dụng men tiêu hóa cho trẻ chỉ nên sử dụng trong thời gian ngắn từ 10 đến 12 ngày. Vì men tiêu hóa là chế phẩm chứa enzyme tiêu hóa do các ống và tuyến tiêu hóa tiết ra. Vì thế nếu sử dụng men tiêu hóa trong thời gian kéo dài sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng tiết của cơ thể. Cơ thể khó có thể tiết ra được enzyme tiêu hóa. Vì thế lúc đó rất nguy hiểm. Đây cũng là một loại thuốc vì thế mẹ nên nghe theo chỉ định của bác sĩ trước khi sử dụng cho em bé nhà mình. Men tiêu hóa nên được sử dụng sau khi ăn. Mẹ không sử dụng men tiêu hóa lúc đói cho bé mẹ nhé không sử dụng men tiêu hóa cho những trường hợp bé bị các trường hợp cấp tính như loét dạ dày, tá tràng hay bị viêm tụy cấp. Men tiêu hóa trẻ con dùng trong những trường hợp như thế nào? Những trường hợp dưới đây mẹ nên sử dụng men tiêu hóa cho bé. Trẻ biếng ăn, không hấp thu dưỡng chất vì vậy kèm theo suy dinh dưỡng. Trẻ đi ngoài phân sống. Trường hợp bé bị giảm tiết dịch tiêu hóa, bệnh lý viêm dạ dày thể teo. Bé bị rối loạn tiêu hóa, bụng dạ âm ạch sôi khó chịu. Bé mới ốm dậy việc ăn uống còn kém. Men tiêu hóa trẻ con Amano Enzyme Gold giúp bảo vệ hệ tiêu hóa cho bé khỏe mạnh. Đây là một trong những loại men tiêu hóa cho trẻ con an toàn và hiệu quả. Với nguyên liệu nhập khẩu Amano Enzyme Gold là một trong số ít men tiêu hóa dùng được cho trẻ dưới 2 tuổi. Amano Enzyme Gold có thành phần như thế nào? Enzyme tiêu hóa tăng tốc độ phân hủy thức ăn bằng cách tăng tốc độ phản ứng hóa học, biến chất dinh dưỡng thành các chất mà đường tiêu hóa có thể hấp thu được bổ sung bào tử lợi khuẩn, cân bằng hệ vi sinh đường ruột, kích thích cơ thể sản sinh enzyme tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tình trạng khó tiêu và táo bón. Các vitamin nhóm B, kích thích bé ăn ngon miệng hơn, tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng. Vitamin D3, bổ sung vitamin D3 cho bé phát triển xương cốt khỏe mạnh và tăng cường phát triển chiều cao cho bé. Lysin và tauzin, đây là hai axit amin quan trọng và cần thiết mà cơ thể không thể tự tổng hợp được mà phải được cung cấp từ bên ngoài. Hai loại axit amin này kích thích vị giác trẻ, hỗ trợ hấp thu canxi tối ưu và hỗ trợ chức năng tim mạch. DHA giúp hỗ trợ cải thiện trí não cho trẻ. Công dụng của amano enzyme gomen tiêu hóa trẻ con. Bổ sung enzyme lactase giúp trẻ có thể hấp thu được đường lactose một cách dễ dàng. Rất nhiều trẻ bị thiếu hụt enzyme này mà dẫn đến việc không dung nạp được lactose bổ sung enzyme amila giờ tác dụng phân giải tinh bột enzyme protea giờ giúp phân cắt các protein cho bé dễ hấp thu bổ sung đủ chất cho bé. Men tiêu hóa trẻ em loại này còn chứa các lợi khuẩn dạng bào tử do đó chúng có khả năng sống ngay ở cả môi trường khắc nghiệt như axit dạ dày hay không bị phá hủy dưới tác dụng của kháng sinh kéo dài. Từ đó giúp bé có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể bổ sung các vitamin và khoáng chất kích thích vị giác ở trẻ giúp trẻ ăn ngon miệng, tăng quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể như các vitamin nhóm B, kẽm, lysine. Ngoài ra lysin, canxi, vitamin D là những chất có tác dụng kích thích tăng trưởng chiều cao ở trẻ do đó bé có thể phát triển được chiều cao tối đa. Liều dùng và thời gian sử dụng Đối với trẻ từ 2 đến 3 tuổi, mỗi ngày uống một gói. Đối với trẻ từ 3 tuổi trở lên, mỗi ngày uống 1 đến 3 lần, mỗi lần một gói. Đối với người lớn, mỗi ngày uống 2 đến 4 gói, có thể chia nhiều lần. Thời gian sử dụng nên kéo dài trong ít nhất 1 đến 2 tháng mỗi đợt. Đồng thời dùng nhắc lại từ 3 đến 4 đợt để hiệu quả đạt được là tối ưu. Tại sao nên chọn Amano Enzyme Gold để bổ sung enzyme tiêu hóa cho trẻ? Đây là thương hiệu hơn 120 năm, được thành lập năm 1899, Amano Enzyme Gold là thương hiệu chăm sóc sức khỏe số 1 tại Nhật Bản. Theo thống kê về đời sống và sức khỏe tại Nhật Bản thì mỗi gia đình Nhật sử dụng ít nhất một sản phẩm của Amano. Sản phẩm của tập đoàn Amano hiện có mặt tại hơn 100 quốc gia, có mặt ở trên 10.000 hệ thống nhà thuốc, siêu thị và cửa hàng lớn trên khắp thế giới. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành dược phẩm, tôi đã tin tưởng sử dụng sản phẩm cho những người thân trong gia đình mình. Và tôi cũng đánh giá đây là một trong những sản phẩm enzyme tiêu hóa tốt nhất mà tôi từng sử dụng. Tóm lại, cha mẹ cần cân nhắc nhiều yếu tố trước khi lựa chọn sử dụng men tiêu hóa cho trẻ con. Đồng thời, trong quá trình sử dụng, mẹ cũng cần theo dõi những thay đổi của trẻ để có biện pháp chăm sóc hợp lý. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy thuốc Lê Minh Tuấn. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình khi cần được tư vấn hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo